Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Nếu ở nơi cội gốc của thức ấm khởi tâm nương tựa, tự nghi thân tâm mình từ đó mà ra, mười phương hư không đều từ đó mà sanh khởi, bèn nhận chỗ đó là cái thể chân thường, là nơi chẳng sanh diệt. Ở chỗ sanh diệt chấp là thường trụ, chẳng những chẳng thấy tánh chân bất sanh diệt, mà còn nhận lầm tánh sanh diệt hiện tại. An trụ tại chỗ mê này, sanh tâm thù thắng, thì bị đọa vào cái chấp thường phi thường, làm bạn với bọn ở cõi trời tự tại thiên, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm nhân y, cái nhân nương tựa, thành cái quả vọng kế, vọng chấp thường trụ, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống điên đảo viên thông thứ ba. Nói viên thông mà chưa được viên thông. 4. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Nếu ở nơi sở tri kiến lập tri giải, cho các loài cây cỏ mười phương đều gọi là hữu tình, với người chẳng khác. Cây cỏ làm người, người chết rồi lại thành cây cỏ, cho đến loài vô tình đều có sự giác tri. Hữu tình vô tình chẳng có phân biệt, sanh tâm thù thắng, thì bị đọa vào cái chấp tri vô tri, làm bạn với hai thứ ngoại đạo, bà tra và tiện ni. Chấp tất cả đều có sự giác tri, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm viên tri, thành cái quả hư vọng, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống điên đảo tri thứ tư. 5. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Nếu ở nơi lục căn dung thông lẫn nhau, đã được sự tùy thuận vô ngại, rồi nương theo viên dung này cho là tứ đại hay biến hóa tất cả, nên từ nơi tứ đại ham cầu tánh sáng suốt của quả, thích tánh trong sạch của thủy, ưa tánh chiêu lưu của phong, quán tánh thành tựu của trần, mỗi mỗi đều tôn sùng, lấy các trần ấy nhận làm bản nhân, chấp cho là thường trụ thì bị đọa vào cái chấp sanh vô sanh. Làm bạn với bọn ngoại đạo Ca Diếp Ba và Bà La Môn, siêng tâm ép sát, thờ lửa thờ nước để cầu được ra khỏi sanh tử, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là chấp trước thờ phùng, mê tâm theo vật, lập cái nhân vọng cầu, cầu quả vọng mong, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống của tạo hóa điên đảo thứ năm. 6. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Nếu ở trong viên minh chấp là hư vô, bác bỏ các sự tạo hóa, lấy cái vĩnh diệt làm chỗ quy y, sanh tâm thắng giải, thì bị đọa vào cái chấp quy vô quy, cho vô quy là quy, làm bạn với bọn Thuấn Nhã Đa, thần hư không, ở cõi vô tưởng thiên, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là chấp cái tâm hư vô thành quả không vong, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống đoạn diệt thứ sáu. 7. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Nếu ở nơi viên thường, sanh lòng củng cố cái thân này, cho là thường trụ đồng với tánh ấy, mãi không tiêu diệt. Sanh tâm thắng giải, thì bị đọa vào cái chấp tham phi tham, làm bạn với bọn A Tư Đà, chẳng ai bằng. Tham cầu trường thọ, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là chấp trước mạng căn. Lập cái nhân cố dòng, kiên cố cái dòng thân. Cầu quả thường trụ, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống dòng viên thứ bảy. Dòng viên, dòng muốn kéo dài. 8.
Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Xét thức ấm là mạng căn của các loài dung thông lẫn nhau, bỗng sợ tiêu diệt, muốn giữ lại trần lao, bèn ở chỗ đó ngồi cung liên qua. Quả ra rất nhiều châu báu và mỹ nữ buông lung tâm mình, sanh tâm thắng giải, thì bị đọa vào cái chấp chân vô chân, cho vô chân là chân, làm bạn với cõi tha quá thiên, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là phát cái thân tà tưởng, lập quả trần lao hưng thịnh, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống thiên ma thứ tám. 9. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Ở trong nguồn gốc của thức ấm, khởi tâm phân biệt tinh, thô, chơn, ngụy, nhân quả trả nhau. Chỉ cần sự cảm ứng, trái ngược đạo thanh tịnh, chấp cái khổ tập diệt đạo của tứ thánh đế, cho là đến chỗ diệt rồi là xong, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm thắng giải, thì bị đọa vào định tánh thanh văn, làm bạn với kẻ tăng thượng mạng như tỳ kheo vô văn, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm cảm ứng tinh vi, thành quả tịch diệt, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống kiền không thứ chín. Kiền không là bị ràng buộc ở chỗ không. 10. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông. Ở nơi tánh giác minh, viên dung thanh tịnh, truy cứu sự thâm diệu, bèn chấp đó là niết bàn, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm chẳng giải, thì bị đọa vào định tánh bích chi, làm bạn với những người duyên giác và độc giác, chẳng biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm thầm hợp duyên giác, thành cái quả trạm minh, trái xa duyên thông, ngược đạo niết bàn, sanh cái giác viên minh, thành giống bất quá viên thứ 10. Bất quá viên là chấp vào nơi viên mà chẳng thể quá giải được. A nan, 10 thứ cảnh giới thiền định trên giữa chừng quá điên là do nương theo mê hoặc, ở nơi chưa cứu cánh chấp cho là đủ, ấy đều do thức ấm với dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng tâm mê chấp những tập quán ưa thích cũ của mình, cho là cứu cánh mà ngừng nghỉ tại đó, tự nói đầy đủ đạo vô thượng bồ đề thành đại vọng ngữ, lạc vào tà ma ngoại đạo. Khi hết nghiệp báo chiêu cảm, bị đọa ngục A Tỳ. Còn hàng thanh văn duyên giác thì chẳng cầu tiến thêm. Các ngươi đã phát tâm theo đạo Như Lai, sau khi ta nhập diệt nơi thời mạt pháp, phải đem pháp môn này truyền dạy cho đời sau, khiến tất cả chúng sanh đều biết rõ nghĩa này, chớ để cho kiến ma tự chấp tri kiến của mình thành ma, tạo nghiệp chìm đắm, hộ trì cho họ dứt bỏ tà duyên, khiến thân tâm họ nhập tri kiến Phật, từ bắt đầu đến khi thành tựu chẳng bị lạc đường. Chư Phật trong quá khứ hằng sa kiếp đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ thành đạo vô thượng. Nếu dứt được thức ấm rồi thì lục căn của các ngươi hổ dụng lẫn nhau, do hổ dụng này được vào cấp bậc kim cương càn huệ Bồ Tát, ở trong đó phát khởi chân trí trong suốt như mặt trăng ở trong ngọc lưu ly, từ đó cho đến siêu diệt thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh và kim cương thập địa, đẳng giác viên minh, vào trong biển diệu trang nghiêm của Như Lai. Viên mãn bồ đề, quy về vô sở đắc. Đây là những ma sự vi tế trong lúc tu tập thiền định mà chư Phật đã giác ngộ từ đời quá khứ. Cảnh ma hiện tiền, các ngươi nhận biết được, liền tẩy trừ tâm cấu nhiễm của mình, chẳng lọt vào tà kiến,
thì ấm ma tiêu diệt, thiên ma dở nát, đại lực quỷ thần hoảng sợ chạy trốn. Các loài yêu tinh, ly mị chẳng còn sanh ra. Những căn hạ liệt cũng được tinh tấn. Tâm chẳng mê lầm nơi đại niết bàn, thẳng đến bồ đề, chẳng gì thiếu sót. Nếu các chúng sanh ngu độn trong đời mạt pháp chưa hiểu thiền na, chẳng biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, người e họ mắc phải tà kiến, nên một lòng khuyên họ trì chú Phật đảnh Đà La Ni của ta. Nếu chưa thể tụng trì thì giết nơi thiền đường hoặc đeo trong thân. Như thế, tất cả tà ma đều chẳng động đến được. Người nên kính dâng lời dạy sau cùng về đường tu rốt ráo của mười phương Như Lai. A Nan nghe Phật dạy bảo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ chẳng sót, lại bạch Phật rằng: như lời Phật nói, trong tứ ngũ ấm, năm thứ hư vọng vốn là bản tâm. Chúng con bình thường chưa được Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế. Lại ngũ ấm này là tiêu trừ một lượt hay theo thứ lớp mà diệt trừ? Năm lớp này đến đâu là bờ bến? Xin Như Lai phát lòng từ bi, khiến tâm và mắt của đại chúng được trong sáng, và làm đạo giảng tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp. Phật bảo A Nan: nhiều tâm sáng tỏ, bổn giác trong sạch, vốn chẳng có sanh tử và những trần cấu. Tất cả chúng sanh cho đến hư không đều do vọng tưởng mà sanh khởi. Cái bổn giác vốn sáng tỏ trong sạch này, vọng sanh các tướng thế gian, là như diễn nhã đạt đa, mê đầu nhận bóng. Vọng vốn chẳng nhân duyên, kẻ mê nhân duyên cho là tự nhiên. Thật ra tánh hư không còn là quyển hóa. Nhân duyên và tự nhiên đều do vọng tâm của chúng sanh tạo thành. A Nan, biết chỗ vọng khởi thì nói vọng duyên. Nếu vọng vốn không thì các vọng nhân duyên vốn chẳng thể có, huống là chẳng biết lại cho là tự nhiên. Vì thế Như Lai phát minh, bản nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Thân người trước tiên do niệm tưởng của cha mẹ sanh ra. Tâm người nếu chẳng có niệm tưởng thì chẳng thể đến hợp với tưởng của cha mẹ mà thọ sanh. Như trước ta đã nói, tưởng tượng vị chua thì tiết ra nước miếng, tưởng tượng leo dốc thì lòng chân ghê rợn, dốc cao chẳng có, vật chua chưa đến. Thân người nếu chẳng cùng loài với hư vọng thì làm sao nghe nói chua lại tiết ra nước miếng? Nên biết sắc thân hiện tiền của ngươi gọi là kiên cố vọng tưởng thứ nhất. Như trên đã nói, tưởng tượng leo dốc thì khiến thân thật chịu ghê rợn, vì cái nhân niệm tưởng cảm thọ lay động sắc thân. Này, trước mắt ngươi ham thuận chán nghịch, hai hiện tượng này giao tranh với nhau gọi là hư minh vọng tưởng thứ hai. Bởi do niệm tưởng sai khiến sắc thân, nếu sắc thân với niệm tưởng chẳng cùng loại thì tại sao thân ngươi lại theo niệm tưởng sai khiến? Đủ thứ hiện tượng tương ứng với niệm tưởng, hễ tâm sanh thì thân nhận, lúc thức là niệm tưởng, lúc ngủ thành chiêm bao. Vậy thì niệm tưởng của ngươi lai động vọng tình, gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Lý Tạo Hóa chẳng ngừng, âm thầm dời đổi. Móng dài, tóc mọc, sức mòn, hình nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, ấy nếu chẳng phải là ngươi thì tại sao thân ngươi lại dời đổi? Nếu ác phải là ngươi thì sao ngươi lại chẳng hay biết? Vậy thì hành ấm của ngươi niệm niệm chẳng ngừng, gọi là u ẩn vọng tưởng thứ tư. Lại chỗ tánh thức trong lặng chẳng lay động của ngươi, cho là thường còn ấy ở nơi thân ngươi, chẳng ra ngoài kiến văn giác tri. Nếu cho là chân thật thì chẳng thể quân tập sự vọng. Tại sao các ngươi đã từng xem một vật lạ từ năm xưa, trải qua nhiều năm nhớ quên chẳng còn, về sau bỗng thấy vật lạ đó thì nhớ lại rõ ràng, chưa từng lạc mất?
Vậy nơi tánh thức trong lặng chẳng lay động này đâu có suy tính mà niệm niệm chịu sự quân tập. A Nan nên biết tánh trong lặng này chẳng thật, như dòng nước chảy gấp trông như tịch lặng, ấy là vì chảy gấp mà chẳng thấy, chứ chẳng phải không chảy. Nếu chẳng phải là cội gốc của niệm tưởng thì đâu thể quân tập sự dòng. Nếu lục căn chưa được hổ dùng tự tại thì dòng tưởng này chẳng bao giờ diệt trừ được. Vậy nên hiện nay cái kiến văn giác tri của ngươi hòa hợp với tập khi di tế thành mường tượng hư vô nơi tánh trạm liễu, gọi là tướng di tế của điên đảo dòng tưởng thứ năm. A Nan, ngũ ấm này do năm thứ dòng tưởng kể trên mà thành. Nay ngươi muốn biết bờ bến sâu cạn thì sắc với không là bờ bến của sắc ấm, xúc và lìa là bờ bến của thọ ấm, nhớ và quên là bờ bến của tưởng ấm, diệt với sanh là bờ bến của hành ấm, trạm nhập hợp trạm là bờ bến của thức ấm. Lược giải, trước kia A Nan hỏi về ngũ ấm đến đâu là bờ bến. Ở đây Phật giải thích kỹ càng, có nguyên nhân, có bờ bến, từ cạn vào sâu. Sắc chẳng từ sắc, vì không hiển sắc, nên sắc với không là bờ bến của sắc ấm. Thọ chẳng từ thọ, vì xúc có thọ, nên xúc với lìa là bờ bến của thọ ấm. Tưởng chẳng phải tưởng, vì ghi nhớ gọi là tưởng, nên nhớ và quên là bờ bến của tưởng ấm. Hành chẳng phải hành, vì sanh diệt chẳng ngừng gọi là hành, nên sanh với diệt là bờ bến của hành ấm. Thức gọi là trạm liễu, trong lặng sáng suốt là đã sanh diệt. Tánh thức nhập vào chỗ cội gốc trong lặng mà hợp với trạm nhiên, có nhập có hợp, tức là bờ bến của thức ấm. Vì trạm nhập là thức ấm, trạm xuất là hành ấm chân tánh, chẳng gọi là trạm nhập, là vì cùng các pháp giới nên chẳng có xuất nhập. Nay trạm nhập dần dần đi vào cho đến nhập vô sở nhập, tức đến chỗ sanh diệt vậy. Cội gốc của ngũ ấm từng lớp sanh khởi, sanh do thức mà có, diệt theo sắc mà trừ, lý thì đốn ngộ, theo ngộ cùng tiêu, sự chẳng thể bỗng diệt, phải dần dần mới được dứt sạch. Ta đã khai thị cho ngươi về sự thắt kết của căn bông, tại sao còn chẳng rõ mà lại hỏi nữa? Ngươi đối với cội gốc vọng tưởng này, nơi tâm được khai ngộ, rồi mới có thể truyền dạy cho người tu hành trong đời mạt pháp, khiến họ biết sự hư vọng, tự sanh nhàm chán, biết có niết bàn, chẳng lưu luyến ba cõi. A Nan, nếu có người đem thất bảo chất đầy mười phương hư không để cúng dường vô số Phật, tâm chẳng buông lung, ý người thế nào? Người ấy do nhân duyên cúng dường Phật này có được phước nhiều chăng? A Nan đáp rằng: hư không vô tận, thất bảo vô biên, xưa kia có người cúng Phật bảy xu còn được phước báo làm chuyển luân dương, huống là dùng thất bảo đầy khắp hư không để cúng dường. Thất bảo ấy suốt kiếp đến mãi còn chẳng thể hết, làm sao phước ấy lại có bờ bến? Phật bảo A Nan: lời nói của chư Phật chẳng còn hư vọng. Nếu có người gây các tội tứ trọng, thập ba la di, phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương kia, cho đến cùng tột các ngục A Tỳ mười phương trong sát na, chẳng nơi nào không trải qua. Nếu người ấy dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người sơ học trong đời mạt pháp, liền được tội chướng tiêu diệt, biến cái nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc, được phước siêu diệt hơn người cúng dường trước kia gấp trăm ngàn lần, ngàn vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể tính đến. Lược giải, theo đoạn trên nói, phạm tội tứ trọng thập ba la di là cái tội cực ác, phải chịu cái quả báo cực khổ cho đến cùng tột tất cả địa ngục A Tỳ. Kẻ phạm tội như vậy, tại sao chỉ cần dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người sơ học trong đời mạt pháp, liền được tội chướng tiêu diệt, biến cái nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc,
Vậy nếu thật như thế, hành không có nhân quả sao? Nếu người hiểu lầm việc này thì cho làm cái nhân cực ác cũng không sao. Chỉ cần biết thuyết pháp thì tội lớn đến mức nào cũng tiêu ngay, lại còn được phước báo vô cùng tận. Chứng đạo ca nói, liễu thì nghiệp chướng vốn là không, chưa liễu vẫn phải trả nợ xưa. Liễu là liễu ngộ, tức là ở trong chiêm bao thức tỉnh thì nghiệp ở trong chiêm bao tự tiêu diệt, còn chưa liễu thì ở trong chiêm bao phải chịu nghiệp báo trong chiêm bao, không thể tiêu liền được. Kinh nói, một niệm đem pháp môn này khai thị cho người sơ học trong đời mạt pháp, liền được tội chướng tiêu diệt, biến cái nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc. Ấy là ám chỉ người liễu ngộ mới có thể liền tiêu nghiệp chướng. Y văn giải nghĩa Tam Thế Phật Oan. Thính giả tự xem xét cho kỹ. A Nan, nếu có chúng sanh hay tụng trì kinh này và chú này như ta đã nói, thì phước báo cùng tột số kiếp cũng chẳng thể hết. Nếu nương theo lời dạy của ta mà tu hành thì thẳng đến Bồ Đề, chẳng còn nghiệp ma. Phật thuyết kinh này xong, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả cõi trời người Atula trong thế gian, với các vị Bồ Tát, nhị thừa, thần tiên, đồng tử ở cõi khác và đại lực quỷ thần mới phát tâm, đều rất vui mừng đảnh lễ ra về. Kinh Thủ Lăng Nghiêm.